nào, xuống xuống, bằng nhanh, bằng nhanh, bằng nhanh, bằng nhanh, không bạn đi xấu hổ, bạn đi xấu hổ, đi xấu hổ. Wow, vừa khít luôn nhở em nhở? Vừa đúng không? Ôi, chị không nghĩ là vừa thế đâu ấy, sao ạ? Bộ này là bộ kimono đấy em. Đấy, cứ bình tĩnh. Đấy. Wow, vừa khít đâu, vừa khít đâu. Đưa đây bạn ấy đây. Đây, 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 đấy. Hôm nay bạn ấy sẽ có một bộ quần áo mới để đi chơi đúng không? Đây của em đây. Công nhận là bọn chị em mình mua được bộ này đẹp nhỉ? Quần áo này là quần áo kimono đúng không? Đúng rồi, để chị cởi quần áo của bạn ấy nhá. Còn em cởi bộ đấy của bạn ấy ra. Ui chị nhìn thấy bộ này chị thích luôn đi. Em có thích không? Thích chứ. Ừ. Lơ thế thì mình phải thay cái lơ cho bạn ấy là. Lơ á? Ở đây có lơ không? À ừ nhỏ nó có lơ đấy. Để chị cởi bạn này ra đã. Này em mặc quần áo à, lâu quá rồi. Kinh rồi, đúng là mày đi ra siêu thị đây này có cái bộ này nhờ. Không biết có vừa không ý? Đúng rồi. Ủa cái gì đây ta? Đâu? Ồ đấy là kimono em. Kéo xuống cho nó dài ra đi em. Nó còn dài được ra nữa mà. Trời ơi, váy này chật quá à. Nào xuống xuống, bằng nhanh, bằng nhanh, bằng nhanh. Bằng nhanh không bạn đi xấu hổ, bạn đi xấu hổ, đi xấu hổ. Wow, vừa khít luôn nhở em nhở? Vừa đúng không? Ôi, chị không nghĩ là vừa thế đâu ấy, sao ạ? Bộ này là bộ kimono đấy em, của Nhật Bản ý. Đây, đấy, không cái tay của họ như thế đấy em. Đấy, sợ. Cái kiếm là cái đâu ơi? Đây, 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 đây. À, cái em. Ừ, để chị giữ nhá. Cái kia chị đã ấy rồi mà. Ừ, đây. Đấy. Cái lơ đằng sau em. Ui đẹp thế. Đấy đúng rồi đúng rồi. Đấy, bạn Xu của chúng ta có kinh nghiệm phết. Ngược 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 ngược. Đây nó phải như thế này. Đây. Đấy. Nhâm 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 nhâm. Nhâm. Đấy cứ bình tĩnh. Đấy. Wow vừa khít đâu vừa khít đâu. Đưa đây bạn lấy đi. Đây 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 đây. Đấy. Hôm nay bạn ấy sẽ có một bộ quần áo mới để đi chơi đúng không? Đúng rồi. Đẹo thế. Ôi đẹp nhở, em nhớ giúp nhở. Hai cái tay áo này. Được không, tôi chỉ giúp. Trời ạ, bạn Xu của chúng ta. Được chưa? Còn cái kia thì sao? Còn cái đây gầy nữa này. Đâu, đâu giờ đâu. Đúng rồi, em cho bạn ấy đi kimono. Em bờ bên đầu đi, em bờ bên đầu chỉ giữ cho. Đấy. Cái này Xu có nhớ ngày xưa Xu có cái đây Xu giữ đấy chị ấy chưa? Xong rồi Xu đi giày. Xu có nhớ ngày bé Xu cũng có một cái đấy. Ở nhà vẫn còn đấy. Ừ. Đấy. Xinh chưa? Yeah, đi đẹp vào cho chị đi. Rồi. Wow, đẹp thế. Bộ này đẹp. Hai cái tay áo này. Wow. À, đúng rồi, em biết rồi. Em biết cái này chưa? Em xem phim này chưa? Là cái áo để mình đi bơi. Không phải đi bơi đâu. Ôi đôi hải xinh đấy, đôi hải này chỉ hợp với bộ này thôi. Đấy là quốc mộc của em. Không nào. Quốc này phải đi đúng rồi. Đi cái này phải đi với cái quốc mộc của em ạ. Đấy. Mỗi tội chân bạn ấy bị bé nhở. Không hao. Không hao hả? Rồi. Vẫn đẹp mà đúng không? Mình cho bạn ấy đứng. Đấy, sợ đẹp chưa? Xu Xu có thích có một bộ quần áo như này không? Không. Không thích à? Mặc hơi hơi ấy. Yeah. Ý, ôi xinh đấy. Ơ, vừa đôi dép hả? Vừa đôi dép rồi. À, này đấy. Đằng sau cũng có chiếc một chiếc lơ rất là điệu đà luôn em nhở. Ừ, chị thấy bộ của kimono này còn đẹp hơn bộ váy cưới là cô búp bê này mặc ấy. Đúng không? Ừ, để chị giơ tay bạn ấy lên, chị cho bạn ấy quay một vòng nha. Ơ, người ta làm này. Đấy, đấy là cánh tay dài ấy, ngày xưa họ như thế xong họ để một ít đồ như kiểu khăn khiết ở dưới ấy. Đẹp nhở? Ôi, chị thấy bộ này đẹp ấy Su. Cái này à, cái này để đi này thôi. Còn cái bộ máy này mình sẽ cất đi. Hôm nào mình lại thay cho bạn ấy nhé. Không, nhưng nó không đi được ấy. À, bây giờ chị em mình cho bạn ấy đi dã hội không? Không được đâu. Này, bế em đi, em bế đi. Ừ, thôi đưa chị cầm cho. Tôi ghét là không vừa. Em ôm bạn ấy nhé. Xong chúng mình cùng cho bạn ấy đi dã hội nhé. Hôm nay ở nhà bạn em tổ chức đúng không? Tổ chức cuộc thi xem là búp bê của bạn nào mặc đẹp nhất đúng không? Đúng không? Thế thôi, đi tặng cho bạn ấy nơi này đi. À đi, nè đi nghe, của mình sang đấy chơi. Chơi thôi, các bạn là của Xu đang đợi đấy. Thế sao? Thế em bảo là bên đấy tổ chức thi. Xem là các bạn búp bê ai mặc đẹp. Đúng rồi, đúng rồi. Đã quên rồi. Thế xong rồi hai chị em mình chẳng rủ nhau đi mua một bộ váy thật là đẹp.
Để chúng mình sang ấy thì chúng mình sẽ được giải nhất rồi gì. Đúng không? Xin chào tất cả các bạn. Các bạn xem ủng hộ mình và subscribe cho mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn.